Anh chàng lại may mắn va phải trái tim đang cô đơn của công chúa. Vì vậy, anh được nàng mời đến biệt phủ để ra mắt phụ huynh. Trong khi mọi người đang vui vẻ thì anh ta vô tình thông qua cặp kính công nghệ cao mà nhìn thấy được toàn cảnh ngôi nhà của mình bị tên lửa tấn công. Chuyện quá quỷ gì đang xảy ra thế này? Có phải vì nhiều người ganh ghét anh ta hút được công chúa nên mới bị bắn 12 quả tên lửa để dằn mặt? Phần 2 của bộ phim đặc vụ Kingsman là cuộc đối đầu giữa các đặc vụ thích mặc áo vest đen với tổ chức khủng bố bằng ma túy có tên là Hoàng Kim. Chúng tập hợp những tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu trên thế giới, trong đó bao gồm cả Charlie, một kẻ từng bị loại bỏ ở cuộc thi tuyển chọn đặc vụ Kingsman ở phần 1. Trong trận chiến sinh tử năm xưa, chiếc nhẫn của Essie đã vô tình giúp Charlie thoát khỏi sự điều khiển của con chip siêu tần số. Vì vậy, hắn đã sống sót trong tình trạng bị thọt một cánh tay và đầu quân cho tổ chức Hoàng Kim. Sau đó, hắn được tổ chức tài trợ một cánh tay giả vô cùng độc đáo. Những người đầu quân cho tổ chức này đều phải trải qua quá trình đóng dấu vòng tròn bằng vàng nóng chảy lên ngực. Dấu vân tay thì được xóa sạch bằng tia laser. Thậm chí cả răng cũng phải bọc toàn sứ mới chịu. Nghe là thấy nồng nặc mùi tiền. Tất cả chỉ là để đảm bảo nếu lỡ xui có bị bắt thì cũng bảo mật được danh tính và sự an toàn cho tổ chức. Một ngày nọ, Charlie đột nhiên đến tìm Essie và muốn bắt anh đi. Nhưng sai lầm của hắn là đã tống Essie lên xe của anh. Người tài xế biết cậu chủ đang gặp nguy nên liền lái xe để thoát khỏi sự đeo bám của bọn lính đánh thuê. Hai người chiến đấu ở trong một khung cảnh chật chội thế này rất khó để dùng võ thuật. Ai có vũ khí lúc này quả là một lợi thế. Essie có súng thì Charlie cũng có bàn tay sắt. Hắn ta dùng nó để ngăn chặn các viên đạn của Essie. Sau một lúc giằng co, anh bị đánh văng ra ngoài và may mắn bám vào được đuôi xe. Cố gắng trượt một đoạn trên đường rồi nhảy vào trong cốp. Sau đó dùng dao rạch một đoạn ở băng ghế và ngăn chặn Charlie ăn cắp dữ liệu của Kingsman. Trong lúc loạn lạc, người tài xế không may bị thương và mất mạng. Chiếc xe mất lái đâm vào khối bê tông trước mặt khiến Charlie rơi xuống đường, nhưng hắn lại để quên cánh tay trên xe của Essie. Đúng lúc này, đồng bọn của hắn đuổi tới, Essie vội vàng lái xe tẩu thoát. Trên đường chạy, anh liên tục gặp trở ngại. Sau cùng nhớ Molin hướng dẫn mà Essie biết cách sử dụng tên lửa đạn đạo bắn hạ 3 chiếc xe của đối thủ. Anh chạy đến một nơi hoang vắng, trước mặt anh chỉ là con sông rộng mênh mông. Cảnh sát cũng sắp đuổi đến nơi rồi. Không còn cách nào thoát, anh đành lái xe hơi lội xuống theo hướng dẫn của Molin. Hóa ra bên dưới là căn cứ ngầm của tổ chức mà bây giờ anh mới biết. Molin thông báo rằng Essie cần phải chui xuống cống để quay trở lại mặt đất. Chuyện này thật điên rồ. Anh không biết cánh tay giả của Charlie ở trên xe nên nó đã âm thầm sao chép toàn bộ dữ liệu của tổ chức Kingsman. Từ đó mà chúng có thông tin danh tính của các đặc vụ để thực hiện một cuộc tổng tấn công với 12 quả tên lửa. Vì trong danh sách thông tin đặc vụ Kingsman không có địa chỉ nhà của Molin nên anh ta đã may mắn thoát chết. Molin mang cánh tay robot của Charlie đến giải thích cho Essie biết bản thân mình trong sạch. Cả hai hóa giải được mọi hiểu lầm và bắt tay cùng nhau thực hiện quy trình tận thế. Họ đi đến một cửa hàng bán rượu và vào căn hầm số 3. Molin trịnh trọng mở chiếc két bí mật ra, còn Essie vô cùng mong chờ nghĩ rằng trong đó có một thứ gì đó rất quan trọng. Ta-da! Một chai rượu hiếm. Vâng, và đó là quy trình tận thế của Kingsman. Uống rượu để tưởng nhớ các đặc vụ đã hy sinh, bao gồm cả con chó Buck của Essie. Lúc này Essie phát hiện ra có một địa chỉ là cơ sở sản xuất được khắc trên chai rượu. Ngày hôm sau họ lập tức lên đường tới đó. Nơi đây là một hầm rượu ở Kentucky. Trong lúc khám phá, vô tình làm chảy rượu của người ta ra. Không ngờ hai đặc vụ cấp cao vượt qua bao nhiêu thử thách huấn luyện, chiến thắng bao nhiêu tên tội phạm mà lại thua một anh bảo vệ hầm rượu. Kết quả họ bị bắt về tắm rượu và nghe một trận thuyết giảng về rượu muốn điên cả người. Sau đó cho họ nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng ra. Người đàn ông đằng sau cửa kính đó chính là Harry. Họ có 3 tiếng đếm để nói rõ thân phận mình là ai và vì sao lại đến đây, nếu không anh ta sẽ bắn chết Harry ngay lập tức. Hai người sợ hãi la khan cả cổ nhưng Harry vẫn bình thản cạo râu. Vừa đếm đến 3 thì có một người phụ nữ bước vào rối rít xin lỗi. Cô ta đã nhận ra biểu tượng của Kingsman trên cây dù của Essie. Chàng trai kia chỉ biết cười trừ và giải thích mình là người của cơ quan tình báo độc lập Stalesman. Giống như nhà sáng lập của Kingsman là thiết kế vest thì họ bán rượu. Thật là độc đáo. Anh ta giới thiệu mình là đặc vụ Tequila, còn cô gái kia là chuyên viên chiến thuật Rosie. Thì ra một năm về trước, họ phát hiện tại khu vực nhà thờ Kentucky xuất hiện một tần số lạ, liền đưa trực thăng đến điều tra. Khi đến nơi đã nhìn thấy Harry nằm dưới đất trong tình trạng bị bắn nát một bên mắt. Rosie nhanh chóng băng bó vết thương rồi tiến hành dùng công nghệ cao để bảo vệ bộ não cho ông ấy. Sau đó mang ông về phòng thí nghiệm sử dụng robot siêu nhỏ để sửa chữa các mô bị tổn thương. Mặc dù mạng sống được níu kéo lại nhưng ông ấy mất một phần trí nhớ. Ông chỉ còn nhớ được ký ức thời trẻ trâu của mình. Để giúp ông ấy khôi phục lại trí nhớ, họ đã mô phỏng lại những cú sốc trong quá khứ để kích thích não bộ của ông, nhưng dường như cách này không hiệu quả. Ông luôn miệng đòi quay về nhà với mẹ và hoàn thành bộ sưu tập bướm của mình. Essie không bỏ cuộc, anh tiếp tục khơi gợi ký ức của Harry bằng chú cuốn con và cố ý bắn chết nó. Trong cơn kích động, ông đã nhớ ra hình ảnh của mình trong quá khứ, về kỳ thử thách cuối cùng khi mà ông đã bắn chú cuốn của mình. Cuối cùng Harry đã quay trở lại. Essie sau đó được Tequila đưa đến gặp người đứng đầu của Stalesman là ông Sampan để trình bày mọi rắc rối mà tổ chức Hoàng Kim đã gây ra với Kingsman. Qua đó anh cũng được hỗ trợ bởi Whiskey, một đặc vụ cấp cao đang hoạt động ở Mỹ.
Anh ta đưa cho Ashley một chiếc ba con sói có gắn chip theo dõi siêu mini trong quá trình tìm kiếm bạn gái của Charlie. Do theo dõi trên mạng xã hội nên anh biết được cô ta sắp tham dự lễ hội âm nhạc. Ashley vội tạm biệt công chúa để lên đường giải cứu thế giới. Sau khi gặp được cô gái đó, Ashley nhanh chóng chiếm được cảm tình và cả hai dắt nhau về phòng. Đúng lúc này, bạn gái công chúa của Ashley lại gọi điện đến. Anh thành thật giải thích cho cô ấy hiểu công việc anh đang làm nhưng thế méo nào giải cứu thế giới lại bằng cách lên giường với gái. Trong lúc cảm thấy bối rối vì kẹt ở giữa tình và công việc thì Ashley phát hiện ra trên người của cô gái này có ký hiệu của tổ chức Hoàng Kim. Anh nhanh chóng dụ cô ấy lên giường rồi dùng chiếc ba con sói đeo vào ngón tay và đưa vào cái lò nướng hư hỏng. Như vậy là đã đạt được kế hoạch, Ashley cũng chỉ dừng lại ở đó. Dù sao thì nướng khoai bằng cái lò của công chúa vẫn ngon hơn chứ. Cũng vào lúc đó, nhiều người trên thế giới bắt đầu nổi gân xanh khắp cơ thể, trong đó có cả công chúa và đặc vụ Tequila. Người phụ nữ đại diện công ty dược Poppy và cũng là người đứng đầu tổ chức Hoàng Kim cho phát thông tin trên truyền hình toàn đất nước. Cô ta tự tin thông báo rằng bản thân đang thực hiện một vụ bắt cóc con tin lớn nhất lịch sử. Vài tuần trước, virus nhân tạo được phát tán trong tất cả các mặt hàng chứa chất gây nghiện. Những người nhiễm bệnh sẽ có các biểu hiện như nổi gân xanh, sau đó là phát điên và đột tử mà chết. Cô ta dùng thuốc giải để đe dọa tổng thống phải cho hợp thức hóa ma túy, miễn trừ toàn bộ tội trạng của cô ta và đồng bọn. Sau tin tức đó, hàng loạt bệnh nhân kéo đến bệnh viện đông như kiến. Tổng thống giả vờ đồng ý với yêu cầu của cô ta, sau đó bí mật cử một đội quân mang tất cả bệnh nhân nhốt vào lồng sắt và thực hiện lệnh giới nghiêm và cách ly diện rộng. Nhờ con chip nghe lén mà Ashley đã cài vào bạn gái của Charlie nên các đặc vụ liên bang xác định được vị trí nơi sản xuất thuốc giải và đưa người đến đó để điều tra. Harry dễ dàng đánh bại nhân viên ở phòng điều hành và sẵn sàng vào vị trí hỗ trợ. Ông mở cửa cho Ashley và Whiskey vào bên trong trụ sở. Ashley đi lấy thuốc giải và bọn nhân viên hỏi anh có phải Tạ Đình Phong đến từ Singapore không. Ashley nhận bừa và suýt thì lấy được thuốc giải. Nào ngờ bị Charlie nhận ra nên anh chỉ kịp chôm một lọ rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Cả hai trốn lên cáp treo và nghĩ rằng an toàn rồi nên cười cười vẫy tay với Charlie. Bất ngờ hệ thống đã bị hắn chiếm lại, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Họ bị nhốt trong lồng cáp treo và bắt đầu xoay như trong chóng. Ashley hoa mắt chóng mặt sắp ngất đến nơi. Đôi mắt tuy đờ đẫn nhưng cũng nhìn thấy được sự kỳ diệu mà Whiskey mang lại. Anh ta dùng một vật như đũa thần của Harry Potter rồi cắt một đường xung quanh lồng cáp. Chẳng may mảnh vỡ văng ra cắt đứt sợi dây khiến lồng cáp rơi xuống. Cả hai vẫn cố bám chặt bên trong cho đến khi nó trượt dài trên núi tuyết và chỉ ngừng lại khi Ashley bung dù của Whiskey ra. Harry trên đường đến điểm hẹn để đoàn tụ với hai người thì vô tình dẫn theo bọn lính canh. Whiskey xô Ashley tránh khỏi viên đạn nên không may làm vỡ cả lọ thuốc giải. Để trục lỗi, anh ta liều mình xông ra ngoài chiến đấu với bọn chúng được một lúc thì giết sạch không còn một ai. Sau đó chúng tiếp tục đưa lính đến với vũ khí tối tân hơn. Harry cũng bỗng nhiên bắn chết Whiskey vì nghĩ rằng ông ta là kẻ phản bội. Ông còn dùng vũ khí bí mật hạ gục bọn lính chỉ bằng một cú ném lọ dung dịch đông cứng. Ashley bảo vệ bộ não của Whiskey bằng chất alpha gel rồi thông báo về cho Stalesman rằng Harry vẫn chưa sẵn sàng quay lại nhiệm vụ. Ngay khi anh định quay lại lấy thuốc giải thì trụ sở của chúng đã bị nổ tung. Thì ra Charlie đã phá hủy căn cứ cùng cô bạn gái của hắn để xóa sạch mọi dấu vết. Manh mối duy nhất mà Ashley có được chính là cái tên Tạ Đình Phong, luật sư thân cận nhất của Poppy, người sẽ mang hợp đồng đến ký kết phi vụ giữa cô ta và tổng thống. Nhờ đó, Rosie đã phát hiện ra được tọa độ của hắn ta hiện đang ở Campuchia. Cô lập tức đưa máy bay không người lái đến đó để do thám. Quay trở lại căn cứ, Harry cố thuyết phục Molin rằng Stalesman có thể là gián điệp hai mang và tổng thống hiện đang muốn giết dân chứ không thật sự có động thái cứu họ. Vì vậy, Molin đã giả danh thành Tạ Đình Phong đến gặp Poppy. Chuyến đi này chỉ có bộ ba đặc vụ Kingsman thực hiện mà thôi. Nhưng sau khi Whiskey được cứu sống và hồi phục trí nhớ, ông ta đã quyết định đi theo để hỗ trợ họ. Tình hình bệnh nhân ngày càng nhiều và số người chết tăng đột biến mỗi ngày. Đến cả bạn gái của Ashley cũng đang rơi vào thời kỳ tiền giai đoạn cuối. Bộ ba nhanh chóng có mặt tại Campuchia. Ngay khi vừa đặt chân đến gần dinh thự của Poppy đã dẫm phải địa lôi rồi. Molin vì cứu Ashley nên đã hy sinh thay vào vị trí của anh. Ashley đành đi cùng Harry. Họ bỏ lại Molin vì hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều và thế giới cần được họ giải cứu. Bọn lính phát hiện ra Molin, vì vậy anh cho nổ quả mìn hy sinh thân mình chết chung với chúng. Hai người còn lại xông vào trong căn cứ của Poppy. Họ nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật và đối mặt với ả ta bên trong căn nhà. Ả đưa chiếc vali chứa thuốc giải cho Charlie chạy trốn. Ashley trông thấy điều này liền đuổi theo hắn ta, còn Harry bị giữ chân lại bởi con chó robot. Nó cắn nát cây dù của ông, sau đó đuổi ông chạy khắp nơi. Ashley bên này cũng phải đối mặt với Charlie. Cánh tay robot của hắn quả thật là một vũ khí lợi hại. Nó làm tăng sức mạnh chiến đấu của Charlie lên khiến Ashley gặp rất nhiều khó khăn. Ngay lúc tuyệt vọng thì chiếc đồng hồ công nghệ cao đã giúp anh điều khiển tần số cánh tay robot của Charlie. Nhưng lấy được chiếc vali thì vẫn cần phải có mật mã mới có thể kích hoạt thuốc giải. Tên Charlie ngoan cố chiến đấu đến cùng chứ không chịu khuất phục, ngay cả khi cánh tay robot của hắn bị phá hỏng cũng vẫn rất hăng máu. Ashley dùng một tay cũng đủ để hạ gục và kết liễu hắn ta. Giờ đây không còn ai cản đường, họ nhanh chóng lấy lọ thuốc mà Molin đã bào chế với độc dược gấp đôi công thức của Poppy để tiêm cho ta.
Chất độc nhanh chóng phát huy tác dụng khiến Poppy mê sảng nói ra mật mã rồi lăn đùng ra chết. Essie chuẩn bị nhập mật mã vào thì bị Whiskey ngăn cản. Vậy là Harry đã nhận định đúng về con người này. Nếu không còn ma túy thì con người sẽ tìm đến rượu làm chất kích thích. Vậy thì Talisman sẽ tha hồ ngồi đếm tiền. Một thế giới không có người nghiện chẳng phải tốt lắm hay sao? Những con nghiện ngoài kia có gì mà phải thương xót chứ? Harry đồng ý giao chiếc vali cho hắn nhưng đó chỉ là cú lừa. Cả hai đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng và kết thúc cuộc đời tên đặc vụ không có tâm với nghề bằng một chiếc máy xay thịt. Mật mã của Poppy đã hoạt động. Nó lệnh cho hàng triệu chiếc máy bay không người lái phân phát thuốc giải cho toàn dân trên khắp đất nước. Những bệnh nhân bị bắt nhanh chóng được thả ra. Sau khi thoát khỏi cửa địa ngục, họ thề rằng cả đời này sẽ không động vào ma túy một lần nào nữa. Cuối phim, Tổng thống bị bắt giam vì đã gián tiếp gây ra hàng triệu cái chết trong thời gian vừa qua do cố tình chậm trễ trong việc ký kết hợp đồng với Poppy. Essie chính thức trở thành trạn vương khi đưa công chúa Anh quốc về làm vợ, còn tổ chức thích nằm vùng Kingsman cũng được xây dựng trở lại. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.